Hello, hôm nay chúng ta có trả bài về tình yêu. Mình giới hạn là trong tình yêu lãng mạn với mọi người. Và chủ đề của chúng ta là hiện tại thì trong lòng ai đang nhớ nghĩ về các bạn và họ nhớ nghĩ như thế nào, tức là họ có những cái suy nghĩ gì về các bạn nha. Hôm nay thì mình chỉ làm có hai tụ bài. Đây là các bạn tụ 1. Rồi. Đây là các bạn tụ 2. Bộ này là bộ phù thủy, còn bộ này là bộ về linh hồn của mèo. Rồi các bạn chọn nha. Rồi. Xin chào các bạn tụ 1. Trong tình yêu lãng mạn thì hiện tại là trong lòng ai đang nhớ nghĩ về các bạn và họ có những cái suy nghĩ gì? Các bạn có 9 ly. Oh my god, xuất sắc. Mình rút những cái thông điệp chọn tụ cho các bạn vô cùng ngẫu nhiên. Và đây chính là cái cách mà mình cảm nhận đó là sự kết nối cao nhất. Cho nên là các bạn ngày hôm nay nhận được thông điệp rất hữu duyên với các bạn nha, 9 ly. Mình đang thấy một cái năng lượng á. Người ta nhớ nghĩ về các bạn á, thì bạn giống như là một điều ước của họ. Bạn giống như là một cái gì đó mà gọi là sưởi mát tâm hồn của họ rất là nhiều. Bạn giống như là một dòng suối mát, một cơn gió mới, một cơn gió mát chảy vào trong cuộc sống của họ. Bạn giống như là một điều ước của họ thành hiện thực. Và đây chính là cái cách mà họ cảm nhận về các bạn nha. Nơi các bạn là sự chữa lành, nơi các bạn rất là bình yên. Năng lượng của bạn á, năng lượng của bạn toát ra. Nhưng mình đang có một cái cảm giác ở đây là cái tâm hồn, linh hồn của các bạn thì gần nhau, nhưng mình đang linh cảm rằng giống như các bạn đang có một cái khoảng cách xa nhau á, khoảng cách về mặt địa lý. Ở nơi bạn bạn toát ra một cái nguồn năng lượng của một cái cảm giác bình yên vô cùng. Bạn gây cho người ta một cái cảm xúc rất nhiều. Các bạn có 9 kiếm. Oh my god, nãy giờ chúng ta có hai số 9 á. 9 9. Số 9 là đang chỉ về kết thúc ở một điều này. Và mở ra cho các bạn một cái cánh cửa mới. Như vậy là chứng tỏ một trong hai các bạn ha là có người vừa mới kết thúc một điều đó trong cuộc đời và đang ở một giai đoạn là giai đoạn đầu của cái cánh cửa mới. Mình đang thấy năng lượng chính kiếm này, tức là một trong hai các bạn sẽ là một cái người có hiện tại á, có ở trong cái nguồn năng lượng là suy nghĩ rất nhiều, có những cái nỗi niềm riêng, những cái sự lo lắng riêng. Nhưng mình thấy nè, các bạn nhìn nè, ở đây là sách vở rất là nhiều á, giống như là một trong hai các bạn á, suy nghĩ nặng đầu óc nhiều lắm trong khoảng thời gian này và có bỏ thời gian ra để các bạn tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đọc sách nhiều lắm trong khoảng thời gian này. Và một trong hai người là đang có bị mất ngủ trong khoảng thời gian này nha. Oh my god, vua tiền, năng lượng của vị vua tiền. Năng lượng này có thể là bạn, thì 9 ly là năng lượng của người yêu bạn. Còn nếu như năng lượng này là của đối phương của bạn á, thì bạn chính là năng lượng của 9 ly nha. Đấy. Cho nên là các bạn hãy cứ đổi chiều nguồn năng lượng sao cho phù hợp nha. Năng lượng của vua tiền. Wow. Đây là một người vô cùng là trưởng thành rồi mọi người. Có nghĩa là có nhiều những cái sự trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Năng lượng rất là ổn định. Để mình xem thêm. Nơi cái người này thì các bạn sẽ thấy là một cái sự chắc chắn, một cái sự ổn định, nguồn năng lượng rất là vững vàng và đáng tin cậy. Đây cũng là một người mà có cái năng lượng của cái việc thể hiện cái tình cảm là thông qua những điều thực tế họ sẽ làm cho các bạn nha. Tại vì đây là một người rất là lý trí, thực tế á. Và
giống như họ 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 rất là rounding luôn, tức là cực kỳ tiếp đất á, tức là có những cái sự suy nghĩ vô cùng lý trí và cực kỳ làm quan trọng những cái điều kiện vật chất. Để mình xem thêm nè. Tiếp theo các bạn là có năm gậy. Ace Pentacle. Trong lòng ai đang nhớ nghĩ về các bạn và hỏi suy nghĩ gì? Nữ hoàng ly. Oh my god. Một cái nữa. Page of Pentacle. Và có bảy kiếm. Cái người đang nhớ nghĩ về các bạn thì cái nhân vật lên rất là rõ ràng rồi đó. Và mình còn thấy là họ đang có những cái sự suy nghĩ gì về các bạn. Đang vẫn còn nhiều cái lộn xộn, chẳng hạn như là trong cái công việc của các bạn nè, hoặc là giữa bạn và họ trong cái khoảng thời gian này có những cái sự mâu thuẫn nhau nha. Mâu thuẫn là tức là mọi người đang, bạn và họ đang chưa có đồng thuận với nhau ở cái công việc hay là những cái vấn đề nào đó trong cuộc sống á, hoặc là ở nơi bạn, tức là khi họ nghĩ về các bạn á thì họ đang nhìn thấy bạn có quá nhiều việc năm gậy á, giống như là bạn đang phải xử lý rất là nhiều việc và những cái việc này nó có cái sự mâu thuẫn với nhau. Và mình đang thấy nè, họ nghĩ gì về các bạn, tức là họ thấy các bạn rất là thanh xuân á, kể cả là bạn đang bao nhiêu tuổi nha. Tại vì năng lượng là Page of Pentacles và Ace of Pentacles, tức là đang thấy các bạn rất là thanh xuân á, tức là đang tràn đầy cái năng lượng hướng về những cái cơ hội, tức là bạn là cái người mà có những cái cách nhìn nhận á, luôn nắm bắt những cái cơ hội tốt, luôn sống rất là thực tế. Thực tế ở đây á, tức là bạn nghiêng về cái việc bạn rất là bạn tập trung vào cái sự hành động và học tập nè, hành động nè, và bạn rất là tập trung vào trong công việc và có cái khả năng là nhìn thấy được những cái cơ hội để các bạn có thể cải thiện tốt hơn về sức khỏe, về tiền bạc. Và cái người này nghĩ gì về các bạn? Khi cái người này nghĩ về các bạn mà trong cái tình yêu thương á, thì đó là những cái sự suy nghĩ đẹp nhất, là những cái sự suy nghĩ đẹp nhất dành cho các bạn nha. Tức là nơi các bạn làm rất là ấm áp, bạn là một người rất là thấu hiểu. Bạn trong mắt của họ điển hình của một người yêu thương và thấu hiểu. Tức là bạn trong mắt của họ thì họ thấy bạn chính là một cái người gọi là mẫu mực, một người điển hình, gọi là năng lượng đại diện cho cái sự yêu thương và thấu hiểu. Nhưng mà cái khoảng thời gian này nó vẫn còn nhiều những cái nguồn năng lượng, có nhiều những cái sự suy nghĩ, suy nghĩ là lo lắng, rồi cái công việc thì nó vẫn mang tính chất hỗn loạn, nó có những cái sự nóng nảy và nóng vội trong cái công việc, trong công việc. Một cái nữa là có năng lượng của bảy kiếm nữa. Năng lượng của bảy kiếm tức là đang có những cái dòng suy nghĩ nó chưa có được rõ ràng, hoặc là có nhiều những cái suy nghĩ nó bị mâu thuẫn với nhau đó. Thì bạn xem là cái năng lượng đó nó đang thuộc về ai, tức là năng lượng đó là về bạn và họ nhìn thấy cái điều này ở bạn, hoặc là họ đang bị rối như vậy, hoặc là giữa bạn và họ có đang trong cái giai đoạn có những cái sự mâu thuẫn với nhau trong cái cách nhìn nhận vấn đề. Nó có nhiều vấn đề ở đây nha mọi người. Trong cái tình yêu thương á, thì cái người này nhớ nghĩ về các bạn thì bạn đã là một nhân vật, bạn họ nghĩ về những điều gọi là tốt đẹp nhất dành cho các bạn luôn. Tức là trong tình yêu thương á, là bạn được gọi là một cái bạn là một điều ước đến với cuộc đời của họ rồi. Và bạn là nhân vật được gọi là đại diện cho cái sự yêu thương và thấu hiểu. Nhưng mà bạn nhìn thấy nè, hoặc là khi cái người này nhìn thấy các bạn thì người ta đang thấy bạn quá quá là sử dụng đầu óc luôn á, tức là bạn luôn là không có ngừng lại cái sự học hành của bản thân á, giống như bạn luôn cố gắng suy nghĩ
và học tập ở trong cuộc sống nè. Và bạn bạn thường là cái người suy nghĩ nhiều, thậm chí là đôi khi người ta thấy bạn thiếu đi cái sự chăm sóc bản thân á, và bạn có thể là cái người bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ. Rồi em, nhiều cái công việc nữa mà có vẻ như là bạn đang nóng vội, hoặc là bạn bạn có cái tính cách nóng nảy trong công việc, hoặc là bạn ôm đờm rất là nhiều công việc và mọi thứ vẫn đang rất là lộn xộn. Rồi có những cái sự suy nghĩ của bạn á, thì nó gọi là phù hợp với bạn, nhưng có những cái sự suy nghĩ mà nó không phù hợp với các bạn, thì đó đó chính là cái mà cái người này nhận ra. Như vậy á, cái người này khi nghĩ về các bạn á, thì bạn là trong tình yêu thương thì bạn đang đứng ở cái vị trí số 1 rồi, bạn đang ở cái vị trí số 1. Nhưng mà họ nghĩ về các bạn, họ nghĩ rất nhiều về các bạn nha, tức là họ đã nhìn thấy được những cái ưu điểm và cái khuyết điểm của bạn. Cái ưu điểm là họ thấy bạn rất thanh xuân, kể cả bây giờ bạn có đang 30, 40, 50 gì đi chăng nữa, thì cái người này vẫn thấy cái tâm hồn, cái tinh thần của các bạn rất là thanh xuân. Tức là bạn luôn có sự đổi mới, luôn hướng về cái mới, tức là bạn không phải là cái người để cho cái quá khứ níu giữ các bạn. Và bạn luôn nhìn thấy những cái cơ hội mới để phát triển. Nhưng cái khuyết điểm của bạn là cái khuyết điểm bạn sử dụng đầu óc rất nhiều, rồi bạn đang có những cái sự suy nghĩ nó chưa có, nó sẽ có cái phù hợp nhưng có cái nó sẽ không có phù hợp với các bạn, và nó có cái yếu tố của cái sự nóng vội và nóng nảy trong cái công việc. Thì đó chính là cái cách mà họ nhìn thấy các bạn. Cái người này có thể nhìn thấy được ưu và khuyết điểm của bạn không có gì là lạ hết, tại tại vì đây chính là năng lượng của vua tiền. Vua tiền là một cái người có một cái bộ óc phân tích nó sát với thực tế, sát với thực tế nhất. Tức là cái người này luôn là ở trên mặt đất á, là ý mình đang mô tả về cái sự vững vàng của họ và cái sự từng trải của họ. Cho nên đó là lý do tại sao mà họ có thể nhìn thấy được và họ có thể nhận xét về các bạn những cái ưu điểm và khuyết điểm nó rất là thực tế như vậy. Xét về khía cạnh của tình yêu thương thì bạn đang đứng ở vị trí số 1 trong lòng của cái người này rồi nha. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tổ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ hai. Hôm nay chúng ta nói về tình yêu lãng mạn, đó là trong lòng ai đang nhớ nghĩ về các bạn và họ có những cái suy nghĩ gì về các bạn ở thời điểm này. Trời ơi, kỳ lạ vậy ta, khủng khiếp luôn á. Chính ly, cái phần chọn tụ của các bạn tụ một cũng là chính ly luôn, mà các bạn sẽ không có tin được đâu. Đây là cái phần mình rút thông điệp chọn tụ cho các bạn vô cùng ngẫu nhiên. Trời, thật là kinh khủng ngày hôm nay á. Nhưng chính ly của các bạn tụ hai thì mình đang thấy có cái yếu tố tâm linh ở đây nhiều lắm nha. Hoặc là bạn á, hoặc bạn là một người rất rất là tâm linh. Bạn là một người vô cùng tâm linh ở trong lòng của họ. Hai á, là cả hai bạn đều là những người hướng về tâm linh á. Và cái nhân duyên của các bạn nó có thể liên quan đến yếu tố tâm linh. Có thể liên quan đến yếu tố tâm linh. Ở đây. Rồi. Trời ơi, hết hồn thật luôn á. Mình xem nha. Trong lòng ai đang nhớ nghĩ với các bạn và họ nghĩ gì? The Empress. Ôi trời ơi. Bạn giống như là nữ hoàng của các nữ hoàng trong lòng người này rồi. Cái vị trí địa vị của bạn rất cao trong trái tim của họ, là một cái vị trí của bạn trong lòng họ là một vị trí không ai có thể thay thế, bởi vì bạn đã ở một cái vị trí cao nhất rồi. Và bạn là có đầy đủ mọi cái yếu tố tuyệt vời trên đời này, thì đây là chính là cái cách mà họ nghĩ về các bạn nha. Có nghĩa là bây giờ không cần biết bạn đang nhận xét như thế nào về bản thân, nhưng mà cái hình ảnh của bạn á, hình ảnh của bạn là không có gì được gọi là tuyệt vời hơn nữa, không có bất kỳ điều gì trên đời này có thể tuyệt vời hơn nữa với cái hình ảnh của bạn ở trong lòng của họ. Thì Empress là đang đại diện cho tình yêu thương, là sự thấu hiểu, là năng lượng nữ tính,
năng lượng nữ tính thiêng liêng, đại diện cho cái đẹp, đại diện cho một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực, thì đó chính là cái cách mà họ đã nhìn thấy được ở nơi các bạn. Tức là bạn giống như là một tình yêu thương, một vẻ đẹp, một cái sự tươi sáng ở trong lòng của họ. Wow, các bạn có phải sụp khóc. Cái năng lượng tình yêu rất là mới á. Các bạn đang tìm hiểu nhau, hoặc là các bạn đang ở trong một cái giai đoạn rất là tràn ngập một cái cảm xúc khi mà các bạn nghĩ về nhau nha. Bạn làm không có cần biết là bạn đang bao nhiêu tuổi nha, nhưng mà cái nguồn năng lượng của bạn trong lòng của họ là bạn rất là hồn nhiên luôn á. Đây nè, một cái sự trẻ trung, hồn nhiên vô tư. Một cái sự hồn nhiên vô tư, cái sự thuần khiết luôn trong bạn, rất là dễ thương á. Tại bạn nhìn kỹ cái con mèo đi, con mèo là cực kỳ là siêu cute luôn á, rất là dễ thương, siêu dễ thương luôn. Thì bạn thấy á, đây chính là cái hình ảnh của bạn ở trong mắt của cái người đó, vô cùng là hồn nhiên thuần khiết, dễ thương luôn. The Chariot, wow. Oh my god, mình đang thấy nguồn năng lượng của The Chariot là nguồn năng lượng của hành động, của chủ động, hành động chủ động. Đây có thể là cái cách mà họ đối xử với các bạn nha. Tức là họ chính là cái người mà rất là hành động và chủ động với các bạn á. Hoặc là trong lòng của họ, khi mà họ nghĩ về các bạn, bạn giống như là một cái nhân vật mà không thể nào khuất phục được. Không có cách nào khuất phục được các bạn, không có cách nào thuần hóa được các bạn nha. Tại vì bạn có những cái suy nghĩ riêng, bạn có những cái cách sống riêng, bạn có những lập trường riêng, bạn có những cái mục tiêu, những điều mà bạn phấn đấu, bạn có sự riêng biệt và bạn rất là thẳng tiến đến những cái mục tiêu của mình. Đây là tính cách của họ, hoặc đây cũng có thể là cách họ nghĩ về các bạn. Cho nên là bạn hãy liên kết xem là kết nối như thế nào với trường hợp của các bạn nha. Kỵ sĩ kiếm á, năng lượng vô cùng quyết đoán á. Giống như là bạn trong mắt của họ, bạn hồn nhiên vô tư nè, và bạn tự tin á, bạn tự tin sống cuộc đời của mình. Nhưng bạn cũng là một người rất là quyết đoán. Có thể cái người này đánh giá rất cao về cái sự quyết đoán của bạn, hoặc là cái uy tín của bạn á. Người này đánh giá bạn rất là cao, mặc dầu á, là bạn vẫn có những cái sự hồn nhiên, những cái sự ngây thơ, sự thuần khiết, sự dễ thương, nhưng bạn là một cái người tinh thần ý chí mạnh. Bạn có sự quyết đoán, hoặc bạn là cái người bạn cũng rất giỏi về cái phương diện, về phương diện của ngôn ngữ, ngoại giao, thông tin. Cũng có thể bạn sẽ là một người rất nhanh nhạy, linh hoạt về các phương diện trên. Chờ một chút nha. Rồi, để mình tiếp. Các bạn có 9 tiền. Ôi trời, sao nó rút bài kinh khủng vậy ta. Cái phần rút năng lượng của các bạn ngày hôm nay là bao nhiêu những cái lá tuyệt vời nhất là trong bài của bạn rồi á. 9 tiền là một nguồn năng lượng rất là độc lập. Bạn có thể là một người rất độc lập, tự do về tài chính nè. Bạn có công việc độc lập, bạn tự tin là chính mình, bạn không phụ thuộc vào ai. Và đây chính là cái cách mà họ nghĩ về các bạn nha. Cho nên đó lý do tại sao mà bạn như là một nữ hoàng của các nữ hoàng rồi trong lòng của họ. Mọi người đừng có quan trọng mình nói về cái giới tính nha. Thì nếu như bạn đang là nam xem trả bài này, thì có nghĩa là bạn là cái vua của các vị vua trong lòng của họ. Nhưng mà các bạn á, cái nhân duyên của các bạn nó sẽ có liên quan đến yếu tố của tâm linh nha mọi người. Rất là kỳ lạ ở đây nhé. Các bạn có Four Pentacles. Cái người này muốn khả năng cao là họ sẽ muốn cam kết với bạn nha. Tức là họ muốn giữ các bạn, họ muốn trói buộc các bạn á. Họ muốn bạn giống như là thuộc về họ.
Forbentacle là một cái sự giữ gìn và bảo vệ. Cho nên cái người này khả năng rất cao là họ muốn cam kết nha, họ muốn bạn thuộc về họ, họ muốn bạn là của riêng họ. Trời ơi, mình đang có một cái cảm giác là giống như năng lượng các bạn đổi rất nhiều á. Giống như trước kia các bạn từng là những người mà chưa có được những cái sự may mắn trong tình yêu á, thế này thế kia, rồi có những sự tổn thương trong tình yêu thế này thế kia, nhưng mình đang cảm thấy là dạo gần đây khi mình rút năng lượng mình thấy khác biệt lắm. Giống như các bạn đang bắt đầu đổi nguồn năng lượng á. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý nha mọi người, tại vì các bạn biết là bánh xe cuộc sống nó luôn xoay chuyển. Bánh xe cuộc sống không bao giờ là đứng yên một chỗ, cho nên cái việc năng lượng các bạn thay đổi là chuyện tất yếu, nó là một cái quy luật của cuộc sống luôn. Mình đang thấy giống như trước kia bạn là cái người theo đuổi tình yêu này, thì bây giờ đang có vẻ nó ngược lại, có nghĩa là tình yêu sẽ theo đuổi bạn á. Một cái nữa, chúng ta có 5 gậy. 5 gậy. Chúng ta thêm 2 lá nữa nha. Các bạn có The Heritage, đây là năng lượng của tâm linh nữa nè. Và các bạn có Nữ Hoàng Gậy. Wow, trời, bạn là một người rất năng động á, có nghĩa là bạn là đại diện cho sự độc lập, tự do nè, đại diện cho cái sự dựa vào bản thân của mình, bạn không có lệ thuộc vào người khác, đặc biệt là về khía cạnh tiền bạc. Chính tiền mà, chính ly là chính tiền á, là đại diện cho cái năng lượng bạn không có lệ thuộc người khác về vấn đề của tiền bạc á. Không quan trọng là các bạn kiếm tiền nhiều hay ít nha. Năng lượng của các bạn chỉ cần các bạn là một cái người có sự chủ động á, làm chủ cuộc sống. Và các bạn không có cái thiên hướng của các bạn là không có muốn phụ thuộc người khác về tiền bạc, thì có nghĩa đây chính là năng lượng của bạn rồi. Chứ không có phải khi nào mà chúng ta phải giàu thiệt giàu thì mới gọi là sự độc lập tự do tài chính nha. Nhưng mà cái người này có nhận thấy được á, là cái tính cách của các bạn có thể là có sự nóng nảy, hoặc là đã từng bạn và họ đã từng có cái khoảng thời gian có thể là tranh cãi với nhau, và người ta cũng thấy được cái năng lượng của bạn nó có cái sự năng động ở trong đó. Năng lượng của bạn còn là một Nữ Hoàng Gậy nữa, có nghĩa là bạn sống kiểu rất là theo, hoàn toàn là cái người mà theo chủ kiến của bản thân á. Bạn tự tin với những cái quan điểm của bản thân, bạn tự tin với cái cách sống của bạn. Nữ hoàng gậy là một cái người mà thoát khỏi mọi những cái sự thành kiến á, tức là một người rất tự tin là bản thân của mình á, có nghĩa là bạn rất tự tin trong cái quan điểm của bạn. Mà bạn còn là một người có thể là một người có một cái trực giác rất là cao, có khả năng tâm linh, có trực giác cao. Rồi bạn cũng có thể là một người rất giỏi ở cái phương diện là cũng có thể là bạn từng đi qua cái giai đoạn bạn hướng nội rồi nha. Wow, mình đang mô tả cái nguồn năng lượng đó mọi người, dĩ nhiên là nó sẽ rất khó phân biệt được. Khó phân biệt là năng lượng này có thể là của bạn, và năng lượng này cũng có thể là cái cách người đó nghĩ về các bạn nha. Và năng lượng này cũng có thể là đang mô tả về họ thôi. Cho nên cái người mà rõ chính là cái người nghe. Khi bạn nghe mình mô tả năng lượng thì bạn sẽ biết được năng lượng này đang là của ai á. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.